Trung Nguyễn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn trở lại với Phú Yên Channel. Đêm ngày 2 tháng 4, thì Hòa đang rất là rộn ràng. Chương trình lễ hội âm nhạc đường phố Tuy Hòa Phú Yên đang được diễn ra. Sân khấu chính là khu vực xung quanh hồ Điều Hòa, Hồ Sơn. Đây là ngã tư Duy Tân với Nguyễn Huệ này cả nhà. Hiện tại dòng người vẫn đang có mặt tại sân khấu chính này mỗi lúc một đông. Tuy Hòa đã rất lâu rồi mới được đông vui trở lại sau khoảng 2 năm dịch bệnh. Rất là nhiều chương trình đã được hủy bỏ, nhưng đến thời điểm này đã tái hoạt động trở lại. Đây là lối vào sân khấu chính tại lễ hội âm nhạc đường phố hôm nay. Mọi người phải gửi xe phía ngoài, đỡ đi bộ vào phía trong. Lúc đi hết mình luôn.
đã rất rất lâu rồi các chương trình lớn lại được xuất hiện sau thời gian dịch bệnh rất là dài. Hiện tại thì bà con đang tập trung rất là nhiều tại khu vực sân khấu chính. Ở một ít phút nữa thôi, chương trình lễ hội âm nhạc đường phố sẽ chính thức khai mạc. Và đó là ca khúc Đi Đường Đưa Đi qua phần trình bày của Mỹ Tiên, giải nhất tiếng hát mơ ước. Mời bà con ta cùng thưởng thức. Mời quý vị chân thành với Mỹ Tiên một vòng tay thật lớn cho cô mở. Tự nhiên chiếc đưa tay mai sắc em đưa qua trong tình thơ, nhưng đừng lâu để anh khiến em nhớ mặt. Tưởng còn gai đau yêu bằng mắt, sao bỗng nhìn tim lại nát. Hòa về đêm rất là thơ mộng. Đây là khu vực xung quanh hồ Điều Hòa, Hồ Sơn. Thời tiết hôm nay rất là thuận lợi để diễn ra chương trình lễ hội âm nhạc đường phố. Và mình thấy rất rất đông mọi người đang có mặt tại sân khấu chính để mà chuẩn bị xem các tiết mục biểu diễn. Hình nghệ thuật khác nhau, mọi người tha hồ lựa chọn để mà xem những chương trình mình yêu thích. Chỉ còn ít phút nữa là đến chương trình lễ hội âm nhạc đường phố chính. Đó là chương trình chính với sự xuất hiện của nhiều ca sĩ, người mẫu đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Ràng và đông vui. Rất lâu rồi Tuy Hòa mới được đông vui trở lại. Mọi người có thể tham gia vào các trò chơi cũng như là tham gia các chương trình tại lễ hội âm nhạc đường phố này.
vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho phần đầu tiên của ngày hội chúng ta được không ạ? Quý vị có hay hay không ạ? Có hay không ạ? Tôi không nghe được tiếng trả lời, không lẽ là do không gian? Thao và du lịch phối hợp với tỉnh đoàn Thái Nguyên và trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức đang diễn ra tại công viên Hồ Điều Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, được truyền hình trực tiếp trên fanpage cổng thông tin tỉnh đoàn Phú Yên và Phú Yên Channel. Xin được trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Lữ Tông, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Tuy Hòa. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hân, ủy viên ủy ban trung ương hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, giám đốc trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam. Nắng trải đồng vàng thanh tháng vừa thâu, giang ai trên đồng đẹp tựa lúa xuân. Dẫu qua trăm núi nghìn sông thì quê hương cùng bờ trong tim.
Và ngay bây giờ Thế Phi và Minh Ngọc xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đại biểu, tất cả quý bà con và quý khán giả đang có mặt trong chương trình nghệ thuật chính Ngày hội âm nhạc đường phố Phú Yên năm 2022. Vừa rồi thì chúng ta cùng nhau thưởng thức tiết mục vô cùng lôi cuốn về quê hương Phú Yên tươi đẹp với phần trình bày của các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển. Và ngay bây giờ một lần nữa hãy dành một tràng tay thật lớn cho tất cả những nghệ sĩ trên sân khấu. Tình cảm năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Ngày thân xác tôi bao nhiêu nhớ nhung không kỳ nào mang em về nào. Nói đi em là sừng đông cho đời quan trai, mà sao em mang thân đi xuống cánh dài. Nguyễn đang di chuyển trên tuyến đường Điện Biên Phủ ở Tuy Hòa trong đêm ngày 2 tháng 4. Hiện tại thì chương trình lễ hội âm nhạc đường phố đang diễn ra trên sân khấu chính. Chương trình vừa mới khai mạc được truyền hình trực tiếp trên fanpage Phú Yên Channel. Thời tiết ở Tuy Hòa hiện tại khá lạnh, trời không mưa, rất là thuận lợi để chương trình diễn ra. Đi hò về đêm này cả nhà, rất là lâu rồi đi hò mới được đông vui trở lại.